đi. Bây giờ bực có giải quyết gì đâu, thôi anh em bực gì. Ôi kìa. Ok tất cả mọi người nhá. À, hôm nay là anh em mình nhận được tin là vừa là ở trong đấu nhỉ? Trong chỗ rừng à? Trên rừng ở trên kia. Trên rừng ở hình như là có người ta bảo là thấy con chăn à? Con chăn siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ à? Thế còn đấy siêu to thế à, nhận được tin đấy nên bây giờ anh em mình chuẩn bị nên đi bắt mọi người ạ. Thế bây giờ nhưng mà tầm trưa nay hôm nay là cúng cụ mọi người ạ. Thằng cu Quảng là say giờ không nhớ gì luôn. Ngủ giờ này chưa dậy anh em ạ. Giờ này chưa dậy luôn. Thế bây giờ anh em mình phải vào gọi dậy để đi lên xem chăn nào mọi người nhá. Mọi người đi theo chân anh em mình. Đấy. Ok mọi người nhá. Mọi người đi theo chân anh em mình nhá. Mấy đứa anh cầm mấy quay cho. Đây. Đi vào gọi dậy quay luôn. Đây mọi người ạ. Đây. Đây ngủ đây, đây là kiểu dáng ngủ của một YouTuber. Đấy. Quả ai? Ai? Ôi là mặt đỏ bừng ngủ. Quảng ơi. Này. Quảng ơi dậy đi ơi. Bắt chăn nào, người ta gọi bắt chăn nào. Dậy. Dậy đi. Nhìn lên con chăn siêu to khủng lồ không à? Đây một người say này. Đây mà say. Lần này không có bắt chăn đâu, lần này là bắt con chăn siêu to khủng lồ. Bắt với con người ta bảo là con chăn siêu to khủng lồ. Đấy con chăn ở chỗ rừng trên rừng trên rừng đi à, điên được con chăn siêu to khủng lồ. Đông Sơn nhỉ. Này này. Đi bắt con nó quấn chết. Đi dậy đi. Dậy. Dậy. Đâu? Trên rừng. Nó đang ngủ, để yên đang ngủ. Nó phải to này, to hơn bắp đùi. Cút ở chỗ khác. Siêu to khủng lồ. Bìa anh mới rằng ngày làm sao mà đi bắt được. Mày dậy nữa không? Không bắt được, con chăn không bắt được. Chăn to như gì to ấy. To đâu, siêu to khủng lồ. To ở đâu, ai bảo mà to? To. Người ta với người ta mới bảo anh không? Người ta mới bảo gọi ấy không? Dậy đi. Dậy đi. Người mệt cái gì mệt, uống rượu say rồi còn mệt. Uống rõ lắm mà xong rồi mệt. Đi dậy đi. Nhanh lên. Gió không dậy, gió không dậy. Lù đấy. Gió không dậy làm cái gì giờ? Đi bắt đi, lên đấy có người trên đấy lấy vào bắt. Bắt bắt hai mấy người mà. Nó quấn chết à? Mấy người mà bắt đâu? Chứ không có tao mà không bắt được. Không mà bắt được. Không mà bắt được, nó to, nó siêu to khổng lồ lại còn. Mày biết siêu to khổng lồ mày lên mày nhìn nó chưa? Nó siêu to khổng lồ, em đoán rồi, dậy đi. Thế giờ bây giờ anh em phải bốc phốt nó rồi chưa? Hay đi bốc phốt đi. Phải bốc phốt của chuồng rắn nghìn tỷ. À chuồng rắn á? Ừ chuồng rắn nghìn tỷ của Quảng. À chuồng rắn à? Đâu đâu, đi anh em ra xem chuồng rắn phải bốc phốt. Bốc phốt của chuồng rắn nghìn tỷ nhá. Đi. Đây đây mọi người. Đây mọi người. Đây quả chuồng rắn nghìn tỷ nhá. Quả chuồng rắn của Quảng ấy nhá. Đây đây là cái chuồng rắn mà hình như không? Hôm qua anh em mới lên rừng bắt nên chiều hôm qua lên rừng bắt. Đúng rồi, bắt xong rồi. Quả... thả vào đây đây. Ừ, chết đấy hôm qua anh em mới bắt được mọi người. Đấy chuồng rắn này mọi người. Cho mọi người xem nhá. Ừ mở ra xem. Sao lại kênh này nhỉ? Ừ sao lại kênh này? Nó không đậy vào. Hôm qua có đậy mà. Không, nó không đậy vào. Có. Hôm nào về chả đậy. Hay này. Hay là lúc sáng. Hay là lúc sáng có mấy ông sang đây xem rắn này. Có mấy ông. Ông sang đây. Cũng cụ ấy, xong rồi. Ông ấy xem rắn. Sang xem rắn. Làm sao ấy? Đâu bò xem à. Ôi, chết rồi. Ô rắn đâu hết rồi? Rắn đâu hết rồi? Từ rắn đâu hết rồi? Lấy cái cây khều thử cái cặp này ra nào. Ô rắn đâu hết rồi? Lấy khều thử ạ. Ô rắn đâu hết rồi mọi người ạ? Chắc nó trong đây này. Chắc trong đây á? Đâu bò xem à. Ôi, chết rồi, đéo có rồi. Bò giờ hẳn ra mà. Giờ hẳn á. Đây. Sao mỗi con cóc cái này? Này, ôi, trong chuồng nhẹ to trong chuồng không có gì á. Ừ. Kéo hẳn ra. Ui có mỗi xác rắn đây này. Có cái xác rắn thôi. Ôi rắn đâu hết rồi? Bỏ hẳn cái cặp á, bỏ hẳn cái cặp á. Nuôi hẳn lên. Nuôi hẳn lên à. Ui giờ rắn đâu hết rồi? Chết rồi. Chết rồi, rắn đâu hết rồi? Rắn hôm qua bắt được đâu hết rồi? Này, mỗi đâu? Hôm nó cũng giúp vào đây mà hôm nay chả có con gì luôn. Các ngăn. Này. Ô, thế rắn đâu hết rồi? Chết rồi. Để xuống. Vào. Đây. Ra tìm thử ra nhớ biết đâu nó mới sống. Đâu? Hay là mấy cái năm cỏ xem, đấy đã. Xem mấy chỗ này. Chế tổ nó ra hết rãnh rồi. Hay nó sống ra rồi. Hay nó sống ra hết rãnh rồi. Rãnh xem hết rãnh là có không? Nật hết nào. Nật hết ra xem có không? Chế tổ hay nó... hai thằng ấy không đậy nắp nó sổng ra hết rồi. Hay là khéo sáng mấy cái ông ấy ông vào ông xem ông ấy quên ông. Chết rồi. Chết rồi mọi người ạ. Bây giờ
Hình như rắn sống hết ra hay sao ấy nhỉ. Chết rồi. Tìm hết đi xem có không. Tìm hết đi. Không có. Thế phải vào gọi anh Quảng thôi. Vào gọi đi. Nhanh. Cứ ngủ ơi. Vào gọi nó nhanh lên. Nhanh lên. Này. Quảng này. Dậy. Không thấy rắn rồi. Rắn mất hết rồi. Rắn mất hết rồi Quảng ơi. Rắn mất hết rồi. Rắn rồi. Chuồng rắn không còn con rắn nào. Rắn ở chuồng nữa đâu. Không còn con rắn. Dậy mà xem đi. Bắt dậy đây, đi dậy mà xem đi không chuồng. Thấy chuồng rắn mở không còn con rắn nào. Không còn luôn thấy. Chuồng rắn mở không còn con rắn nào thấy mở nắp không còn. Không còn con rắn nào. Dậy ra xem nào. Không còn là chuồng rắn. Thật. Thật à? Đùa gì? Đùa gì? Ra xem nào. Nhanh lên, ui giời bố giời còn ấy này, nhanh lên ra xem rắn nào. Chết rồi. Nào. Ra xem nào. Đây. Đây, mất nắp mở này, đấy rắn đâu? Thấy chưa? Không còn. Qua thằng nào lại trông rắn? Hôm qua ai đậy? Có mày đậy phải không? Hôm qua nó đậy kín rồi, đè viên đá lên thận. Ai đậy bia rắn hết đâu? Hôm qua ông bỏ cho xem rắn mà. Bia rắn hết đâu rồi? Đấy, bọn mày lại giấu, bọn mày chôn ra rồi. Giấu cái gì, chôn cái gì giờ này? Chôn gì cái này đâu phải chôn đâu mà rắn gì? Rắn độc ấy có phải chôn đâu mà. Nói thật à. Rắn độc thì chôn gì. Ai sáng để cái kênh như này. Đấy thì cậu cầm về đây cho tôi đi. Ấy cái gì không phải chôn đâu. Nói thật đấy. Không phải chôn đâu. Ra xem lại. Ra xem chuồng rắn mở luôn. Chuồng này lúc ra được cái kênh này. Ra xem đi, lúc bị nó bị kênh này thằng này ấy à. Hôm qua đậy khít. Đè gạch rồi. Chết chưa. Hôm nay này. Sáng hôm nay hay cúng cụ mấy ông ra xem mấy ông. Ông ấy mở nắp ra xem ấy, rắn sống hết ra rồi. Chắc ông ấy mở nắp ra thế là rắn sống hết rồi. Chết rồi. Ê túi rắn này, chuồng rắn này bây giờ không thấy rắn đâu. Chết rồi. Như này. Bây giờ có mở ông ơi, ai biết được. Ở trên kia ấy, làm ở trên kia ấy. Sắp đồ sắp điếc trên kia ấy, ai biết được. Giờ chuồng rắn đấy, đến lúc mà anh ra thấy chuồng rắn cứ mở nắp kênh là biết rồi. Không phải đùa đấy, hỏi anh này nè. Thề luôn. Không, thề luôn. Đôi tay thề luôn, không mà đùa. Này, chuồng rắn nhìn rắn còn đâu. Đùa thì rắn độc làm sao mà đùa được. Cầm máy quay làm gì? Có máy quay vừa quay ấy review chuồng rắn xem chuồng rắn ấy. Review chuồng rắn các ông giấu mẹ rắn chứ gì. Giấu rắn thề luôn, rắn thề luôn. Được chưa? Thế rắn đâu? Thế bây giờ rắn đâu ai biết, vừa anh ra đã thấy nắp như thế rồi. Thế nhỉ? Rắn chỗ đấy bao nhiêu con nhỉ? Chỗ đấy bao nhiêu con nhỉ? 8 con. 8 con. Có người đặt ở đây. 8 con. Có người đặt lên bình á. Đặt lên bình đấy. Bìa không thấy đâu luôn, mở nắp thấy ra là mở nắp rồi. Không thấy đâu luôn. Cái không giấu thật. Không giấu thật, thề luôn. Thề luôn đấy con. Ta thấy cái cửa ấy nó bị kênh này. Bìa làm sao? Anh hỏi bố anh chưa? Hỏi rồi, bố anh có thấy đâu. Mấy ông nào sáng nay chắc đến đây cúng xong rồi chắc xem, chắc thấy xem chắc là quên không đóng nắp rồi. Nó sống hết ra rồi. Mấy ông nào anh biết làm sao được. Thế mấy ông thôi. Bây giờ rắn đâu hết rồi. Không còn một con nào luôn. Không còn một con nào. Trong cặp này. Đây hồi trước nó hay chui trong cái cặp này. Bỏ hẳn cái cặp ra. Bỏ hẳn cái cặp ra. Bây giờ không còn một cái con gì. Đây chuồng rắn này. Không còn một con gì. Không còn một con nào luôn. Không còn một con gì. Ở trong đây còn con gì đâu. Đến đâu. 8 con hổ mang à. 8 con bây giờ đâu hết. Hôm qua... Bình thế bây giờ làm sao rồi? 8 con ấy phải còn chục triệu nhỉ? Không, chục triệu lên bình xong là chục triệu. 8 con là chục triệu rồi nhỉ? 1 triệu một bình thôi. Rồi thì chạy các ông giấu. Mẹ tôi giấu ấy là mẹ giá. Mẹ đéo có thời gian đùa với công đâu. Thề luôn. Thề độc luôn. Ai giấu làm gì không giấu luôn. Được chưa? Rắn đâu? Rắn đâu bây giờ đã bảo.
Bác bảo lúc mà anh ta xem nó thấy nó kiểu kênh nắp rồi hay là rắn nó sổng rồi. Bia không đi tìm đi. Bia phải lắm. Vừa tìm rồi, tìm ở rãnh như này. Tìm ở rãnh giếc cái chỗ mấy chỗ này có đâu. Xem tìm đâu rồi. Tìm xem có không, các cả các chuồng hay nó chạy. Đây đường rãnh này hay nó chạy. Tìm đường rãnh này xem nó chạy mẹ ra sông rồi. Đường rãnh này nó ấy ra sông ấy. Đéo có một nốt gì luôn. Không có một nốt gì luôn. Chuồng này sao? Chuồng nào? À xem cái chuồng này nữa. Xem thử chuồng này nào. Chuồng này là chuồng hồi trước anh em mình bắt chăn để đấy mà. Ủa? Chuồng này chuồng chăn này. Ôi không có rồi. Đâu xem có không? Không. Chuồng này để bắt chăn mà. Ôi giời, không có bị làm sao. Có bị làm sao bây giờ? À. Không có bị làm sao bây giờ? Thế rồi. Rắn 8 con, chục con. Và chuẩn bị lên bình cho khách mà. Chuẩn bị lên bình cho khách này chẳng rồi, mất uy tín rồi. Thôi mà buồn buồn gì. Thôi bây giờ mất cái này thì thôi bây giờ anh em mình đi bắt đi ấy thì lại đền lại người ta có gì đâu. À bây giờ anh em thôi ấy thì thôi mất thì thôi bây giờ nó sổng rồi bây giờ nó đi chắc bây giờ không biết nó sổng tầm nào đi rồi thì anh em tìm ra được. Nó đi có lẽ bây giờ ra sông ra xiếc rồi. Anh em tìm ra được. Anh biết thì bây giờ mất rồi mai không có cái gì làm cho người ta. Không thế bây giờ mất rồi phải làm sao bây giờ? Mất rồi bây giờ anh em mai ngày kia anh em mình đi xem mà anh em lên rừng anh em bắt thì lại đến người ta. Đến bây giờ biết đến bao giờ mới bắt được bằng cái con, anh tưởng bắt được những cái con to thế bắt dễ lắm ấy. Nhưng bắt rắn bao nhiêu nó không biết những cái đấy là bắt khó thế nào. Thế bây giờ không có thì phải làm sao bây giờ mà ấy. Bây giờ mất rồi thì phải thôi là anh chịu. Anh mất bằng cái tiền anh có bằng cái tiền anh có sót không? Thì tiền thì ai mà chẳng sót, mất tiền như thế thì ai mà chẳng sót. Đối với anh em mình bây giờ 10 triệu anh biết nó to như nào không? To chứ. Cả một tháng lương công nhân làm ấy. Thôi buồn tí đi ơi. Mất rồi thì thôi. Thôi không phải buồn đâu. Anh em đứng lên đi. Ấy mày dìu nó vào nhà đi. Thôi nó buồn đi. Thôi dìu vào nhà. Dìu vào nhà đi. Giờ khác. Ôi đi ra chỗ khác. Mày à mày. Mất rồi thì thôi. Tao bảo mày đi ra chỗ khác. Thôi làm đi. Gì nữa? Thôi đi vào nhà bây giờ thôi mất à. Mất rồi. Đi ra. Lần sau lên rừng tìm khác à, tìm con khác à. Nào đi. Thôi, tao nói mày đi ra đừng để tao cáu. Thôi mất rồi thôi thằng em. Mất rồi thì biết tìm ở đâu được. Bây giờ nó đi từ bao giờ anh em cũng chẳng biết nữa. Bây giờ ngồi đây giải quyết được chuyện gì đâu. Ngồi đây giải quyết chuyện gì đâu. Ấy thì nhà anh em tính phương pháp khác. Bây giờ cả ngồi đây chẳng giải quyết được phương pháp gì. Bây giờ nắp thì không đậy, sổng rồi. Thôi bây giờ buồn làm gì ấy. Bây giờ ấy kéo. Kéo vào nhà ấy. Ủa kìa. Sao đâu mà. Tao ngồi yên. Đừng ấy làm gì. Tao bây giờ bực có giải quyết gì đâu. Thôi anh em bực gì. Ôi kìa.